là người hiểu biết nên thôi không nghịch cùng Covid. Ta đặt trọn niềm tin khi có quân đội mình xung kích, chẳng ngại chuyện nắng mưa, sáng trưa chiều, mọi người đã biết chưa? Mấy ai ta nghe lời y tế, bao nhiêu tuyên truyền hay thế, anh em mình không chế, không cho căn bệnh thành xu thế, cần thì mình cách ly. Không tránh được đâu đừng trách chi, bởi vì một chút chúng ta lơ là, đừng nên vì một phút mất đi tất cả. Bao lời xin lỗi cũng chẳng thay đổi đâu. Đừng nên giận dỗi vì cộng đồng mãi sau. Việt Nam ơi, cháu có tiên rồng ngày dịch Corona. Thắng thua vinh quang đều nằm trong tay ta. Đã trôi qua bao nhiêu đời, định lý chẳng lẽ ơi. Cháu con để cháu con lo, chiến tranh không sợ ngày dịch Corona. Vững tin nước nhà đàng và nhân dân ta. Trong ngàn cân vẫn còn thế chân, toàn dân đầy niềm tin, mỗi người là một chiến binh. Mỗi người là một chiến binh, mỗi gia đình là một pháo đài. Nhà rồi lại đến sinh mạng con người thì đâu có lần hai. Cuộc sống lung linh như ngọn nến, đừng để lỡ lan rồi mới biết là mình sai. Lý do là đâu không cần phải bàn cãi, anh bên trái hay tôi bên phải. Một khi đi rất khó mà trở lại, đừng thêm phút chốc mà đã mất cả ngày mai. À, có bao giờ tự hỏi em đã làm gì cho tổ quốc chưa? Thay vì ngồi trách móc người ta vì em ngày đến tầng tạo nắng mưa. Tất cả vì em mà em đâu care, họ nói mà em đâu nghe. Còn đâu là văn minh tuổi trẻ không lẽ hãy quay xe yeah. Lớn như bây giờ đây, thôi đừng chơi trốn tìm. Vì xấu phải là vì ho, ta gọi y tế liền. Chúng tôi sẽ đi là vì bạn, ok. Bạn ở nhà với chúng ta, đừng đợi đến khi gặp hoạn nạn mới thấy giọt lệ hoa mi đầy xót xa. Việt Nam ơi, cháu con tiên rồng ngại gì Corona. Thắng thua vinh quang đều nằm trong tay ta. Đã trôi qua bao nhiêu đời, định lý chân lễ ơi. Cháu con để cháu con lo, chiến tranh không sợ ngại gì Corona. Vững tin nước nhà đàn và nhân dân ta. Sợi tóc treo ngàn cân vẫn còn thế chân, toàn dân đầy niềm tin.